Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hôm nay chơi game gì? Human Fall Flat. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Rồi ok, bây giờ chúng ta đến với map tiếp theo đi các bạn. Cái map vừa rồi nó hơi khó hiểu cho nên là bọn tôi quyết định là sẽ chuyển map nha các bạn nha. Cái map vừa rồi khó hiểu quá. Ok, rồi bên này là map này đơn giản hơn nè. Map này chỉ cần bắt cua thôi mọi người. Cái map này cưng nhở? Đúng rồi, cái map này đẹp mà. Rồi xong té rồi, hết đẹp rồi. Ủa sao không lên được? Ê quê. Cái nhỏ này đúng dễ luôn chị quê. Gái. Trời ơi trời, đây giờ bắt cua mọi người xem nè, bro nè. Đó. Đây. Xem. Bro. Từ từ qua được mọi người. Chúng ta đâu cần phải mà nắm vào người nhau leo vậy đâu. Đi xe ba em không leo được. Thả đi. Qua không được mình thả. Bà Mui. Bà Mui bà té. Mình mới thấy bà Mui bà té. Không để chị gãi. Đừng có ba. Trời ơi đừng có ba. Đừng có ba. Mình không biết cái đầu của bạn cắm xuống vậy sao lên được. Cai tự lên chứ ngồi chứ đầu cái đầu của Cai cắm xuống dưới luôn ba. Cái đầu của Cai cắm xuống dưới luôn. Ghê thiệt. Sam ơi, em qua đây để Phong nắm người Sam lại. Ok, em qua đây, okay. Có Phong đây nè. Hey. Okay. Phong kéo Sam lên. Ok, đó. Rồi, ok. Thôi thả đi Cai, thả đi Cai ơi. Thôi thả đi Cai ơi. Được, lên được. Rồi, đừng có, đừng có. Sam ơi, nhảy qua đây để Phong nắm Sam lại. Nhảy. Thả ra. Không, mình không thả. Thả ra. Bạn phải đi cùng với mình. Còn lâu, bạn xuống thì bạn rớt mình đi. Ai thèm chơi bạn, ra đây. Vậy hả? Bạn coi mình thể hiện nè. Đây, bạn đứng. Đấy đây. Từ, coi mình thể hiện nè. Ui, hết thể hiện rồi. Bây giờ mình chưa qua được cái màn đầu tiên. Từ nãy giờ, từ nãy giờ bọn mình chưa qua được màn đầu tiên luôn á mọi người. Trời ơi, trong tập trung này, tập trung nè. Nam ơi, xin ra. Cai leo đầu Sam vậy? Anh nghĩ mình chỉ cần đứng đây thôi, mọi người cũng không qua được đâu. Gì? Simi nói gì? Simi đứng đây, mọi người không qua. Đây, mua yên tâm. Đã đôi đến với bắt cua Human Fall Flat thì Phong là số 1. Rồi, đây thấy không qua được hay không? Đấy. Rồi bây giờ mình nhảy vào chỗ Sim nè. Rồi lên được rồi nha. Đâu đâu đâu. Lên được, phải lên. Phải lên được. Mình mà té là mình nhục với anh đi anh Simi lắm. Trời ơi, ai xếp vậy ta, ai xếp vậy ta. Trời ơi. Tôi không cần xếp, tôi không cần xếp, tôi tự lên. Quên quá à, quên quá. Được, được. Cái kéo lên với cái. Cai bỏ qua. Cứu em chị ơi. Sam ơi. Để chị lên không rồi chị kéo em. Có Phong nè, để Phong kéo Sam lên. Rồi Phong xuống rồi. Ôi mọi người ơi, chỗ này khó nha, chỗ này nhìn nè. Gì vậy? Khó sự luôn á. Người không vậy? Ê mình lên được, mình lên được, mình đi bộ được, mình đi bộ được. Ờ kìa, sao lại té nữa thôi. Tôi phải xếp được một lần để cho mọi người trầm trồ, mọi người hiểu không? Bằng niềm tin không lung lay. Cairon ơi, anh em mình phải thể hiện cho chị em thấy với Cairon. Xin lỗi đầu cái vậy nha. Ồ, cảm ơn Sim đã lo chú cuối vậy. Cảm ơn. Mọi người ơi, đừng có chen nhau nha. Đừng có chen nhau, chúng ta phải là những con người văn minh lịch sự. Cairon té. Mọi người cứu sợi dây nè. Dây, lên. Bè cuốn ơi, đi ra đi, bè cuốn ơi. Yeah, em lên rồi. Lên nhanh đi Mui ơi, chậm chạp lời mời quá. Lớn tuổi rồi. Mình đang làm tặc răng nè mọi người, mình đang làm tặc răng nè. Không lên được. Lên đi. Áo à. Đi bay hồi đúng xíu. Bay hả?
đang lấy đà, mình đang lấy đà, đang lấy đà, đang lấy đà, đang lấy đà. À, mình lấy đà, mình nhảy lên đó. Chuẩn bị đà, chuẩn bị đà, coi nè, coi nè, coi nè. Coi nè. Đó. Wow, ghê. Rồi ok, rồi làm. Ngồi tránh nè, ngồi tránh nè. Coi Phong thể hiện nè. Ấy. Ghê chưa? Ê, mình thấy cái mặt của mình các bạn ơi. Cái gì vậy bà nội? Cái ơi. Cái ơi, cứu Phong với. Mình đang cố gắng, mình đang cố gắng leo lên cái này. Mày tự cứu bản thân mày đi. Ôi. Rồi cái xong mình đi luôn rồi. Tay của mình nó đi qua bên rồi. Cố gắng xong cho mình. Để tôi. Cay thế nhờ, game cay thiệt. No. Thôi mệt quá, bỏ xuống luôn cho rồi đi. Tự lên lại, mệt thật sự. Phải khó đâu, phải khó đâu. Chẳng qua bọn mình chưa làm đúng cách thôi. Đây, mọi người coi Phong làm lại lần nữa nha. Hồi nãy là xui thôi, giờ Phong làm lại lần nữa nè. Ui, ui. Cố lên, cố lên, cố lên. Phải thể hiện cho mọi người xem cho. Cái gì vậy, ok, ok Sim. Nếu như bây giờ Simmy đã làm như vậy rồi thì ok, được. Có chết cùng chết. Mình đông à? Sao Sim ở lại mà mình té vậy? Mày ông gà. Trời ơi. Hay quá à. Bây giờ nè mọi người ơi, mọi người ơi. Bây giờ nha, từ bữa đến giờ chúng ta chơi hung mình phong phát á, chúng ta tàn cãi nhau không à? Chúng ta tàn tranh giành nhau không? Hay là hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lịch sự một lần đi nào. Đây để Phong. Nào, mọi người xếp hàng lên nhé. Phong lên đầu tiên này. Ok, kệ, cậu kệ. Ơi. Ok ok cậu. Kệ ca mui văn, ca mui vô văn hóa, kệ 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 ca mui của chúng ta thì chúng ta vẫn văn hóa nha mọi người. Sim đang làm gì đó? Sim thương biết. Ca mui ơi, cậu lên đi, cậu lên đi. Tới bị kẹt con biết cậu ơi. Từ nha em. Ai bằng ba phải lướt em rồi em. Cậu ra, câu nào đấy? Thôi mọi người coi như là không có ca muối ở đây đi nha. Sao người mà thiếu lịch sự thì chúng ta không nên nói chuyện, đúng không? Cậu ba, cậu cả. Ôi trời. Ê, làm sao? Khổ lắm mới lên được chỗ này vậy trời. Ôi, cái... Từ cái chị đang đu nè. Đó, đúng rồi. Hay quá, Sam ơi. Hay quá. Lên. Hay quá, Sam ơi. Wow. Không tự hào vậy Sam. Tị hết hay á, đừng khen. Đây, Phong của hay rồi. Phong cứ rớt hoài. Phong. Lên được rồi, Phong lên được rồi. Nè, tới mình nè. Tới mình nè. Đó. Hay quá, Sky ơi. Đấy, bạn thấy không? Đây chính là sức mạnh của sự đoàn kết và sự nhân văn đó bạn. Các bạn nhìn đi. Còn cái con người bất lịch sự. Đó, thấy không? Rơi kìa, thấy không? Đó, rơi kìa. Trời ơi. Ê, giờ khổ nha Phong ơi, nó có cùng dây nên lòng tòng như thế này mà rớt xuống mặt cho đi luôn á. Thôi những bạn gọi là gì ta đoàn kết nha, mấy có người lười biếng rồi đi. Có lên, có lên. Đây, Sammy tránh ra để Phong thể hiện cho. Có lên, có lên. Ôi, yên tâm, Phong làm được mà Sam. Sam nhìn Phong nè. Ôi, mình chỉ làm một lần duy nhất thôi nha mấy bạn. Mấy bạn xem mình làm một lần duy nhất nha mấy bạn. Đây coi nè. Xem đứng ghiền. Còn muốn chờ lần sau phải chờ lần. Ôi, cha. Đẹp trai là Phong chứ còn là ai nha. Yeah. Đúng vậy. Quá dễ luôn bạn ơi. Đúng. Chơi game hay đúng luôn. Yeah. Phong đẹp trai không? Sure. Phong chơi game hay chứ. Yes. Cái màn vừa rồi có khiến cho các bạn respect không? Yes. Không. Có. Ui, cái đoạn đường này mới hấp dẫn nè bạn. Bạn nhìn nè. Có một cái thanh sắt. Chúng ta sẽ nắm vô cái thanh sắt đó, xong chúng ta sẽ nhảy ở bên kia. Ui, được. Mọi người coi cho thể hiện nè. Ơi. Nắm vô. Nghe tiếng Phong nó lạ quá mọi người. Sam ơi, Sam cứu người đó làm gì? Cái người đó người ta đâu có theo hội văn minh như bọn mình đâu. Kệ người ta đi. Ủa Sim dễ thương mà. Ủa Sim mà. Đâu? Ủa Simmy với lại Camui nãy đâu có theo hội đâu. Trời ơi, người ta nhảy không lên bảo không theo hội. Trời thiệt luôn á, người gì đâu á. Không, ý tôi là hội. Hội những người văn minh đúng không? Chưa hội trừ Sim mà em đi từ lúc nào vậy? Chị tưởng cái chưa thiệt đâu chứ. Mày ơi. Đây. Mình lên đây, yên tâm mình nắm mày. Em cười giòn cái gì vậy trời. Ê, té cái là mình lên được các bạn. Té là mình lên được rồi nè. Ôi, mình nằm kế bên trong các bạn nha. Rồi, xin mình đứng đây rồi. Mình gãy xương rồi. Cảm ơn mặt đã té. Ủa, nhảy xuống này đúng không vậy? Ủa, nhảy xuống này đúng rồi hả? Đâu, bạn nhảy về chỗ cũ. Ủa, trời ơi. Bạn nhảy về chỗ cũ như vậy. Ủa, tự nhiên mình nhảy đi đâu, mình thấy mày nhảy xuống đây. Từ, bình tĩnh em lên đây. Lên, mọi người bình tĩnh. Đây để Phong thể hiện cho. Phong nhìn là Phong biết liền. Nãy giờ mọi người không nhận ra. Đây. Chúng ta phải nhảy qua bên đây. Nãy chúng ta lên đây trước đã. Leo lên nào chú cuốn của tôi. Sam đi luôn đi Sam ơi.
Ôi, bà cao mua mới làm trước tôi rồi mấy ông ơi. Không sao, không sao không? Vẫn còn cái cây, Nè, nè, qua nè, đó là sao? Bà nói gì? Kéo bà xuống dưới luôn. Bà dưới đó, bà đi. Sắp tới nơi rồi, tới hai người từ xuống thử thế nào. Tôi xuống dưới, tôi leo lại cho bà dưới đó mình. Chẳng qua chị thả ra thôi, nhá cưng nhá. Ôi, qua được rồi. Ok, bây giờ em chị solo. Môi. Lên đây, bây giờ em chị solo, ai lên đó, trước nè. Ok, vậy nha. 3, 2, 1. Hây. Hây. Lên đường. Hây. Lên đường. Yes, lên đường, Hay quá, Phong giỏi lắm Phong ơi. Hây. Cái gì vậy nhỉ? Ơi, kiểu gì cũng sợ rớt thôi, không sớm thì muộn mà bé. Đúng không? Ôi, qua đường nè. Nhảy sao giờ tôi biết dùng. Phong Mưa nha. Cố gắng leo lên chỗ này nãy giờ mà không được. Giờ mình đứng không muốn đi xuống. Tính tiền em không? Đây cây ơi, để mình. Hây. Ủa xin. Trời ơi, chẳng không lại được. Rồi rồi. Chẳng gì chị, chẳng. Trời ơi, chẳng gì. Người ta anh em nhau. Ủa trời ơi. Ủa sao bạn xuống rồi? Không, mình tính kéo bạn lên á, nhưng mà kéo được từ từ. Đây là mình bình tĩnh, bạn phải bình tĩnh. Là được. Hay quá, lên nãy chị không được. Vậy? Trời ơi, từ từ, Sam ơi, từ từ, Sam ơi. Rồi, ok, tôi hơi Sam ơi, bình tĩnh từ từ. Đây, okay. Đây. Hai, đưa tay đây, đưa một tay lên. Không, để tôi giữ cho, đưa một tay lên. Rồi, không sao, bạn đứng im nha, không sao, bạn đứng im, mình không muốn té đâu, không có rồi, mình hiểu bạn không muốn té, nhưng mà bạn đứng im đi, mình nhảy qua kia, giải cứu rồi Sim ơi, ôi dạ, rồi, ui, ghê không, đi, Sim à, tôi biết rằng, Sim à, tôi biết rằng á, chúng ta Nhìn xuống, em ơi, quyết định đi Sim ơi. Sim quyết định đi. Sim ơi, chúng ta đã từng ở Huế với nhau. Chúng ta đã từng ăn cơm. Thật ra thì mình thực sự rất là quý Phong người bạn vậy. Thật ra thì những gì mà chúng ta từ trước chúng ta đã gây thù với nhau thì nó cũng bị là phiền. Nói nhiều quá, cố nhanh đi. Thôi mình lên được nha, từ nãy mình diễn rồi đó bạn ơi. Từ nãy giờ mình diễn thôi. Yeah, qua được rồi, yeah. Nguy hiểm. Hay quá cây ơi, cây qua rồi, hay quá. Đại này không biết, cây xuống, để Phong thể hiện cho. Đại này không biết, đây, coi Phong nè. Sao không lên được ta? Sao không lên được vậy? Nhảy lên còn dây đúng không? Ôi, dây không? Đùi dây. Ôi. Đây, đâu mọi người né nè, Vậy. Tôi mới thấy Sim té luôn. Rồi mọi người coi tôi nè, hey. Múa gì vậy mà không bị mới múa gì vậy? Bạn phải nhảy qua rồi bạn bám vô cái thanh sắt, mày hiểu không? À, ok. Hiểu mà. Sam nè, thể hiện đi Sam. Ok. Nhảy. Quá hay luôn. Ủa này là sao? Canh. Ủa, khoan từ. Ủa gì, chị có dùng tròn vậy? Dùng tròn đi. Giỡn đi du lịch hả? Sam xây vòng tròn, đi cho nó nhanh hơn, sau đó Sam nhảy qua bên kia. Sim, mà làm gì vậy? Thôi được rồi. Nhảy hết. Ok. Lady first.
Ngồi dạy trước xong tức té rồi chị. Gì đây? Rồi Sim làm gì nè. Nhanh lên. Còn hát nữa. Rồi rồi hay. Để Phong. Trời ơi mọi người tránh ra. Để lực Phong thể hiện. Mọi người có không thể hiện nè. Phong ra một lần nữa nha. Mày hát Phong. Ủa? Sao mình dướng vô cái cây vậy? Mình lăn qua lại vậy? Đấy. Lộn lộn lộn. Có biết chơi không vậy? Từ bình tĩnh. Cái cây. Xem mày nè chúng em. Xem mày attack xem nó chưa. Xem nào cho khác xem ơi. Xem ơi đi xem xem nó dướng. Xem đi xem 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 ơi. Đây đi cây nắm đầu xem ra cho bác nè. Rồi rồi rồi. Đây bây giờ mọi người coi Phong nè. Phong làm một lần duy nhất thôi nha. Xoay vòng tròn. Xoay vòng tròn, xoay vòng tròn. Xoay vòng tròn, xoay vòng tròn. Mình sẽ để cho bạn hạnh phúc đơn giản. Xoay vòng tròn, xoay vòng tròn. Mình xoay vòng tròn nè. Xoay vòng tròn. Bạn tính làm gì mình? Bọn thì mình sẽ để cho bạn thắng như vậy. Xem mà, chúng ta cần qua bên mạng bên kia, xem hiểu không? Đúng rồi, giữ xin lại đi. Làm xin lại, xin lại. Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người coi không nè. Nhìn nè. Đẹp trai. Dạ. Cười mãi mồm quá. Ủa sao Sim còn đu bên kia vậy? Cô ấy không chấp nhận số phận. Cô ấy không chấp nhận số phận. Không phải. Mọi người vậy, mọi người nhìn từ cái góc nhìn. Đau khổ quá. Mọi người, mọi người nhìn từ cái góc nhìn của mình đó mọi người. Mọi người nhìn từ góc nhìn mọi người. Sim đập mặt cái gốc cây xin bé. Rồi tiếp theo là gì đây? Ui cái này khó nha mọi người. Cái này Phong chơi mình được không? Chị chơi được đó. Đây. Đu như này đâu. Vậy thì mọi người tránh ra. Mọi người tránh ra đi em thể hiện cho. Ủa? Cảm ơn cây, cố lên. Dạ. Hay quá. Tiếp 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 tiếp. Đánh nào, đánh nào. Chà. Ui. Gơi 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 gơi. Tuyệt đỉnh công phu. Wow. Mình đang xem đây. Chú cuốn tinh nghịch. Wow. Tôi đang xem chú cuốn bắt cua mà. Hay quá. Chú cuốn tinh nghịch. Chú cuốn tinh nghịch. Trời ơi. Rồi bây giờ đến lượt chú heo nè. Rồi chú heo đúng rồi. Rồi. Em đứng ở cái thanh này đi. Em đứng ở đây. Em đứng ở đây. Rồi ok. Ui. Có ý đồ gì nữa hả? Chị đeo gian gian rồi. Chị đeo gian gian. Chị đeo gian gian. Em gian không được nha. Ăn gian thì bám vô cái cây này mà lên. Ờ ha. Ờ nhìn cái cây nó chân gian. Trời ơi. Cây gì không lên. Thôi okay, mình để cho cây Ron thể hiện đi anh em mình gian gian. Rồi em gian đi. Không thật ra chơi ăn gian nó còn khó hơn chơi thật nữa cây. Đây từ đây. Phong làm lần cho mấy bạn xem nha. Một lần nhất coi. Lần á. Đấy một cái nè. Cái này đó. Đấy, hai cái nè. Đấy, ba cái nè. Tuyệt đỉnh công phu. Tuyệt đỉnh làm chị làm. Tuyệt đỉnh công phu không cần. Hay quá tham ơi. Lên. Từ từ như này khó lắm rồi mui leo đầu em đi. Em đi. Em đang ok rồi. Trời ơi, nó bị trượt tay. Đầu chị chi vậy? Cái này khó. Mình đừng thôi chị em đang tìm cách lên cây luôn á. Cái anh em mình phải tuyệt đỉnh công phu cây rồi. Tuyệt đỉnh công phu. Hay quá, tuyệt đỉnh công phu rồi. Thì thành tuyệt đỉnh công phu thành công. Tuyệt đỉnh công phu. Hey. Đánh ra, đánh ra cái gì, cái gì? Tuyệt đỉnh báo thủ ngay đánh nó vô. Ừ, qua được. Hay quá cây ơi, hay quá cây ơi. Hai đất còn, hai đất còn. Xíu đó, hai cây ơi. Cố lên cây ơi, cố lên cây. Sao leo lên đây cây. Thôi, mình quyết định mình trang trang tiếp cho bạn. Leo người tôi đàn ông ơi, leo người tôi đàn ông. Sao bà, tôi thấy bà Sim bà té mấy lần. Dạ khó quá à. Mình ăn gian mà mình cũng phải canh nữa không nè, từ, rồi. Nhảy, nhảy. Rồi, qua đời. Đây này, từ, mọi người để xíu, để Phong ăn gian cho. Ăn gian. Nói là ăn gian thôi chứ thật ra cũng khó lắm nha mọi người. Đây từ. Đi. Đây. Ăn gian một cách nào? Gian cách nào? Không đi bộ được trên đó ta. Đúng rồi. Sim. Trời ơi, cay quét Sim kìa mọi người. Cay quét Sim mà. Lên TikTok. Các bạn ơi đừng nghĩ đến TikTok mình mà. Lên TikTok. Anh cay Ron quét chị Sim. Xin lỗi. Thôi được rồi. Bây giờ anh em ai cũng đã bỏ cuộc. Nhưng mà Phong thì không. Mọi người hãy xem Phong đây. Một, hai, ok qua được hai cái rồi. Ba, ok ba cái. Bốn. Vâng, mọi người ạ, tôi nhảy nhiều quá đến nỗi bây giờ tôi bị gãy mất cái chân rồi. Tôi còn đúng một cái chân duy nhất. Rồi, tôi mập cái chân lại rồi. Ok, nhảy nè. Rồi, xuống.
Trời ơi. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này mình với mọi người đã đi được đến chỗ này rồi. Và lần sau bọn mình sẽ đi xa hơn nha bạn nha. Chứ lần này chỉ đi đến chỗ này thôi là khó lắm rồi, không đi nổi nữa rồi. Ok, và cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu như bạn nào thích video này và muốn bọn mình sẽ làm thêm Human From Flat nữa thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Cày quá sói em. Hello team, hello team.